mụn trứng cá. Các nguyên nhân gây ra mụn trứng cá bạn nên biết. AI bị mụn. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều bị mụn trứng cá, nhưng nó phổ biến nhất ở thanh thiếu niên. Gần 85% thanh thiếu niên và thanh niên trong độ tuổi từ 12 đến 24 có các rào cản về phát triển. Mọi người thuộc mọi chủng tộc đều có thể bị mụn trứng cá, nhưng nó phổ biến hơn ở người da trắng. Đối với hầu hết mọi người, mụn trứng cá có xu hướng đến tuổi 30 khi họ đi. Tuy nhiên, một số người ở độ tuổi 40 và 50 vẫn tiếp tục gặp trở ngại. Nguyên nhân gây mụn. Trên thực tế, có vô số kể lý do gây ra mụn trên da, tuy nhiên theo các chuyên gia da liễu thì có 5 nguyên nhân gây ra mụn phổ biến như sau. Do yếu tố di truyền, do tuổi dậy thì hoặc rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ mang thai, do lạm dụng sử dụng quá nhiều mỹ phẩm, do không chăm sóc da đúng cách, sử dụng mỹ phẩm phù hợp. Mặt khác, còn do stress, thức khuya, ăn nhiều thực phẩm chiên nóng, sử dụng chất kích thích, sống trong môi trường ô nhiễm. Những lầm tưởng về nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. Có nhiều lầm tưởng về những gì gây ra mụn trứng cá. Sô-cô-la và thực phẩm nhiều dầu mỡ thường bị đổ lỗi, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm dường như có mụn trứng cá. Tất nhiên, nó không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của hầu hết mọi người. Một lầm tưởng phổ biến khác là da bẩn gây ra mụn trứng cá, nhưng không gây ra bụi bẩn, mụn đầu đen và các tổn thương mụn khác. Da mụn phải làm sao? Nhiều biện pháp khắc phục da mụn trứng cá, trong đó bao gồm: da mụn nên ăn gì? Tuy chưa chứng minh được chế độ ăn kiêng có khả năng khiến cho da nhiều mụn hơn hay không, nhưng nhiều nghiên cứu cho rằng chế độ ăn nhiều vitamin A, E và kẽm có thể gây mụn nặng hơn. Nếu bạn sở hữu làn da mụn thì nên ăn chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít đường sẽ tốt hơn. Da mụn có nên dưỡng ẩm không? Trước đây có nhiều quan điểm cho rằng da mụn không nên dưỡng ẩm, do khi dưỡng ẩm thì có thể khiến mụn phát triển, khiến tình trạng da mụn ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu da mụn thì nên dưỡng ẩm, nhưng cần chọn các loại phù hợp. Nên chọn các sản phẩm dưỡng có thành phần dịu nhẹ, đặc biệt nếu dùng song song cùng các kem trị mụn trứng cá. Bạn nên chọn loại kem dưỡng có nha đam ở nồng độ thấp, 10% để làm dịu và chống viêm. Giải pháp chăm sóc da mụn. Nếu bạn sở hữu làn da mụn hoặc rất dễ bị nổi mụn thì nên bỏ túi ngay các bí kíp dưỡng da và trang điểm sau để tránh cho da bị mụn. Cần bỏ túi các giải pháp chăm sóc cho da mụn để phòng ngừa mụn và tránh mụn phát triển. Cẩn thận khi làm sạch da mụn. Người sở hữu làn da mụn không nên rửa mặt quá 2 lần mỗi ngày. Nên chọn loại sữa rửa mặt có thành phần dịu nhẹ, không mùi, không xà phòng và rửa với nước ấm sẽ hiệu quả trong việc rửa sạch sâu và bảo vệ da. Rửa mặt nhẹ nhàng không được chà sát da, do có thể khiến da bị nhiễm trùng sâu hơn, gây tắc nghẽn, sưng và đỏ hơn. Thói quen cần có khi sở hữu da mụn, tránh nặn mụn trên da mặt, do nặn mụn sẽ có khả năng gây bội nhiễm khiến mụn lan ra quang và nặn gây ra sẹo rất khó lành. Không chạm vào da mặt, do tay có thể chứa nhiều vi khuẩn gây mụn cho da. Rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước khi thoa kem và trang điểm. Khi gọi điện thoại hãy để xa mặt khi nói chuyện, do có thể bề mặt điện thoại có thể chứa bã nhờn, tế bào chết và vi khuẩn. Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, do có thể khiến da tiết ra nhiều bã nhờn hơn. Nếu bạn sử dụng thuốc trị mụn sẽ có nguy cơ tăng nguy cơ cháy nắng.